Ủa, em đang đi đâu Thọ? Hiện tại bây giờ là em sẽ chuẩn bị đi thăm quan vườn nho ở Phan Rang. Em nghe nói ở đây nó rất tuyệt vời, đây là cái nếp nho. Nó gọi là khúc nho hay khúc nho đó. Mà nó rất là ngon, mà cái này có thể là giả rượu. Nhưng mà giả rượu đó bây giờ nó rất là cần. Tại vì lý do là em không có được rượu nên là em giả bia. Bây giờ đang đây là đến cái vườn nho, nhưng mình phải tôn trọng luật chơi nha. Đây là xin đừng hái nha, mình chỉ cầm thôi. Cầm thôi, đừng hái nha, lỡ rụng thì mình lấy. Nói chi là nói chung là sờ, sờ không được ngắm, sờ nắm không được, sờ nắm không được, không được bóc nha. Vậy là cái này là nho còn nguyên xin. Cỏ này, cỏ này được sờ không? Cái gì mà sao không già cái gì vậy? đây đây. À, cái này là bầu. Cái này bầu, bầu. Bầu còn cái này không biết cái gì mà dài không bự. Đây là mướp hương. Mướp hương hả? Ừ. Cái này chắc là mướp 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 con. Ừ. Còn đây là hoa phượng. Đây là đội hình của mình. Đội của mình nó đang ấy, người ta cấm ăn. Rồi chụp đi, chụp đi. Chụp đi, chụp đi. Dạ. Trưng trung. Ở nhà hai cha con luôn ha. Dạ. Xong chưa? Xong chưa? Dạ. Đừng với mai hai cho con. Bây giờ lấy cái nón cho nó đỡ nắng rồi. Đừng hung nho nó không lớn được đâu. Quay quay. Ôi, anh uống nước đâu vậy? Quay qua anh xíu này. Trong kia, trong kia. Hòa vô. Uống miễn phí. Quay quay qua anh xíu. Đó đúng rồi. Quay 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 mà qua đây xíu. Đúng rồi. Quá đẹp rồi luôn. Đây 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 đây, nhìn 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 nó. Đẹp. Em mua mấy chục ký em? 30 chục. Con này nhiêu ký rồi? 60 ngàn ký. Cái này mình gọi là nho gì chứ? Nho xanh ba mọi. Dạ. Xanh ba mọi. Món phải chụp chân. Rồi chụp nữa thôi đúng không? 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Rồi. Rồi ăn luôn hả? Mà ăn luôn hả? Người ta kêu là không được hái mà mới được đưa lên thôi. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Cầm. Ta bông nha. Rồi đây này. Tới nha. Là. Ok. Ngon không? Ngon. Được. Tao được tới tao chứ, được. Ô trời. Ô thôi. Rồi. Ngon ngon hơn rồi luôn. Ăn đi. Chỉ được hỏi thôi, không được ăn. Chỉ được ngửi thôi. Chỉ được ngửi thôi, không được ăn. Mời bắt tay đi. Con thấy trong vườn còn nho đỏ mà cũng không bán hả cô? Anh đừng thử anh. Thử cái đó. Con đây này con nha. 7 trăm rưỡi. Có 250 ngàn hay con? Dạ. Con lấy 2 ký. Thôi, ăn thêm mấy quả. Anh nhìn xin anh cảm ơn cả. Đúng luôn con.